Ủa, em câu thôi. Ok. Ở đây không có công bằng. Ở đây cũng không có chính nghĩa. Ở đây chỉ có người dẫn chuyện. Và đây là Story Seller, người dẫn chuyện. Để dựng nên được một câu chuyện thì chúng ta sẽ cần phải có nhiều cái miệng, nhiều cái mồm, nhiều cái đầu của nhúng vô cái câu chuyện của mình, nó nghiễn ra nó mới có nhiều vấn đề để mình bàn, mình xé ra, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp mặt một trong những gọi là cái đầu mà siêu quần. Siêu quần là sao nữa? Siêu quần là kiểu siêu là thể, siêu quần chúng. Không phải, siêu quần là kiểu là xuất chúng á. À, siêu quần chúng. Xin giới thiệu Jimmy. Hey. Ê, cái cộng long bị xanh quá. Hello everybody. Better be creamy. Nói chuyện không hiểu đi về nha. Rồi, một chiếc mỏ chướng hơn cái mỏ của Jimmy. Ai à? Đúng rồi, chướng hơn nhiều. Chướng hơn chắc hôm nay trong hội trường em nhức đầu lắm luôn á. Marco, Nguyễn Thiện Nhân. Marco hả? Ủa, Nguyễn Thiện Nhân sao Marco? Ủa, Nguyễn Thiện Nhân. Chắc là để cho hai bạn giới thiệu một cái ha anh. Rồi cô bé ồn ào, em giới thiệu trước đi em. Ồn ào sống làm nét vậy nè. Hiểu không? Làm nét vô tội á. Cái nhà đó là một cái ào xong nó gì nè. Cưng nó đi cưng. Rồi mời chị My. Ủa, cái cao hết biểu mà. Cam, cam. Nhả, ngậm cái gì mà không nhả ra nói chuyện tiếp. Con là mắt cồn. Nhả nha. Thì ngày hôm nay con là mắt cồn Nguyễn đã đến với chương trình Story Salon. Vỗ tay vậy chứ như xinh đẹp hay không ơi, hay hay được tưởng luôn. Rồi mời Jimmy. Hello mọi người, mình là Jimmy. Ê, ê, sao giới thiệu đứng yên được không? Để máy quay ta tập trung vô cái người mà đang nói chuyện. Hello mọi người, mình là Jimmy. Đây là lần đầu tiên Jimmy tham gia show Story Salon. Đó, vậy hay không? Chào mừng hai khách mời và hai vị host đến với Story Salon. Hôm nay chương trình sẽ đưa ra một thử thách để cho hai đội chơi tìm ra được tên câu chuyện cũng như là NPC để tìm lại được ký ức cho NPC và trở lại về với thế giới của mình. Cả hai đội chơi sẽ vượt qua hai vòng game và trang trí bìa chuyện để cho NPC tìm lại được ký ức. Tiếp theo sẽ là phần team up. Chương trình sẽ đưa ra keyword và đếm 3, 2, 1. Bốn người chơi sẽ thực hiện bô dáng và hỏi hai bô dáng giống nhau thì sẽ về chung lưỡng nhau. Mọi người đã rõ luật chơi chưa? Dạ rõ. Rồi bắt đầu. Bị rợn trong người luôn á, thật sự luôn á. Ta cấm khẩu mày nha, bây giờ ai ban tổ chức cho em cái quyền cấm khẩu. Ơi lát rồi anh chính nghĩa về với má này. Ta bỏ thi luôn. Keyword đầu tiên mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Dễ thương. Bạn ơi, hiện tại là chỉ gần giống thôi chứ chưa có giống lắm. Ngầu. 3, 2, 1. Rồi, hiện tại là thấy hai người giống rồi. Ba người này vô một đội nè. Đúng con ma con hiểu làm cái gì á, chương trình này sắp xếp là giùm em hiểu làm cái gì á. Rồi, hiện tại là thấy bằng với lại tím là giống nhau nhất. Và đội sẽ được về là Jimmy với lại Marco sẽ về một đội. Rong, hai người này trong chương trình người ta có kịch bản trước rồi, bọn em đâu biết đâu. Rong. Em không đồng ý, Tương ai cần? Ê, thường á là mẹ kêu quá là tượng đồ mình liếm đồ. Bé cái này không phải trong biển, bé đừng cạp. Đây con mẹ sợ nha, tao sợ lắm luôn á. Linh mà. Bé ơi, đồ liếm đâu? Mình giỏi săn. Ôi ôi. Ủa, chị này bị bệnh nữa. Nó bệnh một, mày bệnh 10 á. What? Thật sự luôn á. Rồi, 5 phút của mọi người bắt đầu. Lúc mà nhận được cái bức tranh đó mọi người thì không có một xíu nào cái sự là suy luận, tại vì để ý là trong cái bức tranh đó nó phải có tới chắc hai mấy điểm, mà cái điểm, những cái điểm bất thường trong cái bức tranh đó mà không có thể nào mà nhớ hết được. Ê hả? Ê băm nha. Nó bụng quá.
bổ tôi ngay khúc này nè. Xẹt rồi, xẹt ở đây. Rồi, ok. Hai bổ bên này, hai em bên rẽ anh nha. Nhớ hay chia chứ. Chơi đi. Chơi mà, bro. Chơi mà. Chơi, chơi. Chia chiến thuật hai người chia ra. Nè, chia ra nè, em nửa, má này nửa nè. Còn hai chị ở trên này. Đâu có nè. Chơi chung má, hai đội mà. Quê là quê là quê, chung mình quê nhiều. Cái gì đó? Cái này là... Cái này là điểm sấm nè. Cái này tỏi mà. Cái ớt gì? Cũng này là ớt gì? À, này bị... ớt chuông, bí đỏ. Cái này là khóm. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Chị ơi, để xét xác đây giùm em nè. Tiếp theo sẽ là 15 câu hỏi từ phía chương trình liên quan đến nội dung của bức tranh. Mọi người muốn giành quyền trả lời đọc hô to lớn tên của đội mình và kèm theo hành động để giành quyền trả lời. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Có bao nhiêu con vật có bốn chân trong hình? Cà ri. Rồi, tới công chuyện này. Xích sao, xin mời đội cà ri. Thấy không, dàn xếp, con chương trình dàn xếp. Bao nhiêu con anh? Có ba con, hai con mèo với một con heo. Đáp án cuối cùng là ba con và hai con mèo và một con heo. Chính xác. Câu hỏi thứ hai, có bao nhiêu gian hàng trong hình và các gian hàng đang bán gì? Rồi, có ba gian hàng, một gian hàng thì bán gia vị, một gian hàng thì bán rau củ và một gian hàng bán hải sản. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Rồi, chính xác. Sai một cái nha. Câu số 3, sạp rau có tổng cộng bao nhiêu hàng? Mời Gary. 12. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Và đáp án cuối cùng là 12. Chính xác. 2-1 nghiêng về đội Gary. Má sao đi dạo. Với câu hỏi này sẽ có ngôi sao hy vọng đến từ đội Gary. Câu hỏi số 4, có bao nhiêu mặt hàng được giảm giá? Hết. Cà ri. Có 2. Cái kia không có giảm giá, cái kia 50 không có dấu trừ. Không có dấu trừ, viết lên đó chị. Không có dấu trừ, viết lên đó thôi. Tại vì nếu mà nói là lây lộn quá thì là ban tổ chức sai. Tại vì không có dấu trừ thì làm gì có giảm. Chỉ có 2 mặt hàng được giảm 50% thôi. Chốt chưa? Chốt. Đáp án cuối cùng là 2. Rồi, đáp án cuối cùng của chương trình là hai mặt hàng. Mọi người ơi, con người thật của Tại Công Bằng mới là ở cái game này nha mọi người. Thật sự lúc này mình mới bứt phá nè. Ai mà tao tức lắm. Rồi, chúc mừng đội Cà Ri với con thành công trong câu hỏi Ngôi Sao Hy Vọng ha. Câu hỏi số 5, cô chủ tiệm rau củ tên gì? Hết. Cà Ri, đi đắp. Cà Ri trước đàng hoàng. Cô sụt phải coi con thằng kia trước à. Xin mời tổ trọng tài chắc qua. Sau khi hội ý với tổ trọng tài Jack Ba, quyền trả lời câu hỏi thuộc về đội Cà Ri. Dàn xếp rồi, Mỹ nữ không đồng ý. Dàn xếp rồi, Mỹ nữ không đồng ý. Chị vậy thấy em hay quá hả? Bây giờ mày trả lời gì? Mày tính trả lời gì? Không. Tổ ba thông báo đội cơm trắng không đọc đúng tên của đội mình mà kêu Ken. Câu trả lời của đội mình là cô 2. Và đáp án cuối cùng là cô 2. Chính xác. Mày tính chắc là bánh mì gì tao cho mày, mày cũng trả lời sai nữa. Em là bánh mì gơ mà. Tỷ số hiện tại là 7-1 nghiêng về đội Cari. Câu hỏi số 6, kể tên 4 mặt hàng nằm ở hàng giữa. Cơm trắng. Xin mời đội cơm trắng. Tỏi, dưa leo, bí đỏ, cà rốt. Chúc mừng đội cơm trắng đã xuất sắc trả lời sai câu hỏi. Ủa gì vậy? Câu trả lời của đội Cà Ri là nhanh đi cưng. 4 cái sản phẩm mà nằm ở hàng vữa của cái quầy rau củ. Đáp án đầu tiên đó chính là ớt chuông. Có một ớt chuông. Và đáp án thứ hai đó chính là cà rốt. Có một cà rốt. Và đáp án thứ ba đó chính là vừa hấu. Có một vừa hấu. Và cuối cùng là? Và cuối cùng tôi mạnh vạn đón đó chính là cà chua. Kết. Cô 2 đang lấy sản phẩm từ thùng nào ra để bán? Nhường. Hết. Nhường cái này trước á. Nhường luôn á. Chết rồi. Về là về với em đi nào. Cà Ri. Cà Ri. B
Bí đỏ. Và đáp án cuối cùng là bí đỏ. Chính xác. Kệ đi, chị kem để em thua đi, do em không có chiếc ông. Thế năm nay hết 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Tỷ số hiện tại đang khá là áp đảo, nghiêng về đội của Cà Ri. Nhân viên còn lại của sạp tên gì? Tên trắng. Tên Bích My. Chính xác. Mình còn hai câu hỏi cuối cùng. Em dùng sao? Rổ đựng mặt hàng nào có quà bị gãy? Tôm trắng. Mời đợi tôm trắng. Đựng tỏi. Tỏi với cà chua. Đáp án chính xác. Đáp án chính xác là rổ cà chua. Câu hỏi cuối cùng. Rau củ mắc nhất trong gian hàng? Cà ri. Chua. Ừ, cà ri. Cái rau củ mắc nhất trong cái gian hàng đó là tỏi. Là trái đất. Đáp án cuối cùng. Chua mà. Bữa nay là... đúng không? Xin mời đội tôm trắng. Ớt chua. Chính xác. Hiện tại tỷ số đang là 8-3. Chương trình đã tạo ra một cơ hội để cho đội cơm trắng có cơ hội được gỡ điểm. Mỗi câu hỏi sau sẽ có giá trị là 2 điểm, gấp đôi so với bình thường. Cả hai đội tập trung giành quyền câu hỏi. Mã sản phẩm của cà rốt hết. Cơm trắng. Mời đội cơm trắng. 098. Chính xác. Hôm nay là ngày thứ mấy vụ nào hết? Ủa hết gì vậy? Bị lệ quá, em live stream với em bị lệ khủng. Thứ bảy là buổi sáng. Thứ bảy. Thứ bảy. Máu chạy. Và đáp án cuối cùng là thứ bảy. Đáp án chính xác. Chúc mừng. Mã số của chuối trừ mã số của cà rốt là bao nhiêu? Cà ri. Mời đội cà ri. 254. Đáp án chưa chính xác. Cơm trắng. Mời đội cơm trắng. 30. Đáp án chính xác của chương trình đưa ra là 244. Kết thúc vòng chơi, tỷ số của mọi người hiện tại đang là 15. Wow, yeah. Mẹ ơi, con làm được trên chương trình này nè. Con thua đến 5 cái tháng rồi. Xin mời MBC gửi manh mối cho hai đội. Nói là cái con ủi trời ơi. Không, người ta sẽ có thấy cái chữ luôn mà không thấy cái chữ này. Thì mấy cái này nó cũng cơ bản thôi, đại khái mà. Đường dài biết người hay đi máy bay thì nhanh hơn đi bộ thôi, bình thường. Chủ đề mà chương trình đưa ra để sắp xếp chữ là từ vựng tiếng Anh về trái cây. Bắt đầu. Mọi người có 5 phút để chơi. 15, 16, tay phải đem xuống một mất 20, 21, 22. Qua bên trái một cồn. Qua bên trái một cồn nữa. Đúng rồi, cái đó bóc cái đó ra. 28, 29. Còn dưới nữa. Ừ, 30, 31, 32. Còn một chữ nữa, còn một chữ nữa. Ừ, 33. Có nhiều chữ A. Có nhiều chuyện bóc cái đó ra. Má này đưa tao phá đi hả? Quýt Ram gợi ý. Apple chứ đi, Apple chứ đi. Xuống. Lấy cái đó ra. Tôi chỉ cho. Chỉ không có quýt. Lê đắt lê, tôi chưa gần, tôi chưa gần. Rồi. Bây giờ Ủa, chữ L, chữ Y. Còn 1 phút 30 giây. Lên nữa. Nữa luôn. Qua trái. Nhấp lên. Chú bò đó, chú bò đó. Lên lại, ở trên. Nó. Yeah. Cái đó là chữ N, cảm nhận nó, để xoay nó lại. Đúng rồi. Đó, nghe đúng rồi. Không, đúng rồi. Đây, chú gò nè, chú gò nè. Rồi, chú. 15 giây. Dưới, xuống dưới. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Chú cờ. Nên bấm. Xuống xíu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, hai đội mình lùi về vị trí. Đội
cà ri. Đúng hai đáp án trùng khớp với chương trình. Đáp án của chương trình đưa ra là 1 apple, 2 banana, 3 là dragon fruit, 4 là coconut, 5 là mango. Không đúng cái nào đúng không cái? Đúng làm. Không đúng cái nào đúng không cái? Đúng làm. Vậy thì kết quả là đội cà ri chính xác với hai đáp án là apple và banana. Cà ri. Bup bup bup. Cà ri. Bup bup bup. Cà ri. Bup bup bup. Không đúng cái nào đúng không cái? Cà ri. Đi lấy quà. Và đội cơm trắng chính xác với một đáp án là banana với lại orange. Xin chúc mừng chiến thắng của đội cà ri. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Mà cô ơi, em ồn quá luôn thật sự. Em ồn mà em khiến người thấy khó chịu với quay clip luôn. Vần lại đi Marco ơi, vần lại đi chim mày ơi. Em phải thêm chuyện díu quá. Rầu. Thôi, biết nói gì trơn trời. Ủa, ta là ông hoàng game 1, game 2 mà. Mỗi đội đúng hai chữ là điều hai là bên kia vẫn thắng. Ủa, bên kia là 4 điểm vì chính xác trùng hợp với hai đáp án của chương trình là 4 điểm. À, bên đội mình là trùng hợp một đáp án cộng thêm một đáp án có nghĩa là 3 điểm. Thì mình đi vô đây nè, bây giờ chứ em chạy xuống đây cũng đúng mà. Mình chơi game gì mà có vẻ là thôi kệ đi. Rồi, ok. Rồi, đáp án của em là đâu? Mà đây nè. Rồi, chúng ta sẽ tới vòng 3 luôn. Sau khi nhận manh mối từ NPC sau 2 vòng chơi, người chơi sẽ nhận được dụng cụ vẽ từ chương trình. Hai đội sẽ vẽ bìa và tên của câu chuyện của NPC trong vòng 3 phút. Hai đội sẽ thuyết trình về tác phẩm của mình kèm theo những suy luận từ các manh mối đã được cho. Ê bà nội ơi, đừng có cọc bi má, nhục. Chiến lược thì đơn giản thôi, ăn trong nồi, ngồi thì xà lơn. Ra là NPC chương trình cho thì rất là xà lơ thật sự. Tức là mình sẽ không biết nó là cái gì và nó là nó có được cử động gì. Nhưng mà lúc đầu thì để ý được những cái hành động của nó kiểu như là chu mỏ như một con khỉ. Xong rồi nó không có nói chuyện, nó gãi nữa. Hồi nãy em đọc là em mường tượng liền. Mà không chắc chắn nhân vật nhưng mà giờ chắc chắn rồi. Khờ nhá. Cái gì đâu mà xà lơ rồi, đúng kiểu xà lơ luôn. Đưa cái manh mối gì đâu mà ta che hết trơn 50%. Đâu có nhìn được cái gì đâu. Đèn thần đăng á. Còn 1 phút. Chúng ta nhận ra được cái bối cảnh. 1 phút. 1 phút là vương sức. 1 phút có thể đi qua được 5 cây cầu luôn. Cái gì vậy bà nội? Bị gớm á. Bé. Khi xưa Alibaba rồi nhà người ta dắt xe đạp xa. Alibaba con 33. 5 giây 4 3 2 1 hết giờ. Thuyết trình đi bé. Lên đi cưng, nói đi cưng. Thuyết trình đi. Và đáp án cuối cùng đó chính là tài dù ký. MBC của chương trình sẽ là con bạch mã, là từ con rồng bay 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 trên trời với tứ chi, rồi xong cái quá thành bạch mã của đường tăng là tinh trung tinh thành ren ren rồi đó là trung trung thành rồi này kia đó. Con rồng có 8 chân rồi. Cái gì rồng 4 chân à? Rồng 4 chân. Cái họ nhà rồng này nó có 4 chân để bơi dưới nước. Rồng này rồng nước. Rồi sau đó con rồng này biết người cưới vợ gì nè, có vợ rồi con rồng này có vợ. Tại vì con rồng trong Tây Du Ký là nó có hóa hình người nữa mà. Nó bỏ vợ rồi chốt con rồng Tây Du Ký. Đúng rồi, con bạch mã. Bạch mã. Rồi thì bây giờ tới bài thuyết trình của mình em. Tôi sẽ mong cách một phiên bản đầy đủ. Ok. Mình tôi đinh, chúng tôi chọn đó đinh, chính là đinh đàn, đàn sắc bót sang bang, vẫn mang trung thành dù rách hay lành, tung hoành mà đi, tứ chi tích ti phi trên vai người. Thì tại vì ban đầu á chúng tôi nghĩ nó là con này nè. Con Abu nè, nó ở trên Abu, trên ở trên vai ông Aladdin nè. Nhưng mà tôi đã nghĩ lại rồi, dù rách hay lành, tung hoành mà đi, sắc bót sang bang này nọ thì chỉ có là tấm thảm thôi. Cái tiếp theo là cái dữ kiện thứ hai là ngỡ là chuyện cười khi người xuống đáy, thảm phải dưới đáy rồi. Chớp lấy ngộ kỳ, thần linh phải quỳ đúng. Quỳ là phải quỳ trên thảm. Thần linh thì cũng phải quỳ trên thảm. Mình bị che mất mà nó có biết cái đó. Thảm mượt cưới được vai nhân. Thảm tiếp. Thảm nó cũng có tứ chi, nó có 4 góc á.
Ok chưa? Hợp lý. Tại vì cái này bị che mát. Và MVP mình tới đoán MVP ngày hôm nay. Và MVP chính là tấm thảm, tại vì đây nè, mặc cái tao thấy chưa? Ờ, nhìn mặt bác quen. Rất là thảm luôn, mà cái thảm trong Aladdin màu gì ạ? Màu nâu. Em phải nắm ở trên nha, em phải nắm ở trên mình mới thắng được, nắm ở dưới mình thua đó. Abu là xu lắm. Mời MBC chuẩn bị công bố đáp án. Xin mời. Xỉu. Kịp ăn mừng ai thắng vậy hả? Mình gọi Gary. Ấy là mình thắng mình chưa kịp ăn mừng luôn á. Em vậy chó rồi điểu tan cái đi mọi người ơi. Nhận giả hậu vậy đi. Đáp án chính xác của chương trình chính là câu chuyện Aladdin là chính xác, nên phần thắng sẽ nghiêng về đội Gary. Nhưng mà MVC chính là chú khỉ của Aladdin. Ủa? Khỉ Abu. Chú, tôi nói con khỉ mà. Ủa, không, mọi người? Em còn không biết con khỉ là cái gì luôn á. Em chưa coi. Tôi biết con khỉ Abu, tôi nè. Biết sao không? Sao anh tính trả lời khỉ Abu rồi? Nó có làm cái động tác gì nè. Mà cái mỏ rất giống con khỉ, đúng không? Tại vì thấy bà nội này mặc cái áo lông nè, đứng là cái thảm. Cãi sao giờ? Con khỉ cái thảm có luôn, cãi gì nữa? Ừ. Thì thôi thua rồi, thì game này mình thua thôi. Rồi, vậy thì cuối cùng là chúc mừng team chiến thắng team Gary. Ôi trời ơi bà tóc. Nếu mà những cái mùa sau á, mình có những cái chương trình mà gọi là sức mạnh người đấm đá rồi quơ rồi đó, là em sẽ tới đây là em phỏng vấn em tham gia tiếp. Chứ bây giờ có vẻ là em không hỏi gì. Nếu như mà được trao cơ hội là chắc chắn sẽ phục thù liền. Game này ngơ thôi. Nhiều khi là phục thù xong vẫn ngơ đó, nhưng mà chắc là đỡ ngơ hơn được một xíu, nhưng mà vẫn rất là muốn phục thù nha. Không thể nào mà tôi mới vừa tới một tập thôi mà làm sao mà tôi cảm nhận cái nhiệt của chương trình được. Cho thêm một tập nữa đi. Xin mời phần hình phạt từ chương trình. Có chơi thì cũng có thua. Trước khi bóp, chương trình sẽ công bố hình phạt như sau. Hình phạt thứ nhất, đội thua sẽ gọi điện cho một người trong friend list và tỏ tình. Hình phạt thứ hai, post một status theo mong muốn của đội thắng và để trong 2 tiếng nếu muốn xóa. Hình phạt thứ ba là quay video lộn mèo và không nói gì cả lộn mèo vòng 2 tiếng. Xin mời Bích Hồng. Video lộn mèo. Em thích màu xanh. Chào màu xanh. Màu xanh là số 2. Hình phạt số 2 là post một status theo đội thắng mong muốn và chị để trong vòng 2 tiếng nếu muốn xóa. Ủa chứ hãy mở ra bị ẩn đồ hả? Không. Gọi là nhớ là châm luôn. Trời ơi, thì nãy giờ là cái năng lượng của Marco cũng như là Jimmy cho tụi mình rất là háo hức, rất là vui. Đó, thì mình cảm thấy rất là vui khi mà có Marco với chương trình này. Ủa, lòng vòng á, nói nhiều quá vậy. Tặng đi. Em ơi. Ủa? Aladdin mới cho cái đó. Cái dương miệng của em đó, cái dương miệng trách nhiệm á ơi, quấn quần của em. Còn cái váy của em, ơi là nặng quá. Được không em? Đó, nói chung là vui, hôm nay vui ha. Đây là một phần quà đến từ AB Sung Túc nha. Ok. Và hy vọng mà hai người về kiểu Marco á, em tháo ra em ăn liền cũng được, đừng để tới Tết ăn đi cho bớt nói hai bé. Ok. Dạ, và giao tiếp cuối cùng là em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn biên tập đã dàn xếp cho bọn em thua. À, nói lại không được đúng không? Dạ. Ai dàn xếp? Cảm ơn chương trình đã không. À đúng rồi, cảm ơn chương trình đã có kịch bản cho. Cảm ơn chương trình không hiểu làm. Vâng, và cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi tới những giờ phút cuối cùng của tập 3 và hẹn gặp lại mọi người ở tập 4. Và đây là Story Seller, người đồng chuyện. Giờ đi nè. Bye bye. Ta nhớ ra rồi, ta là Abu của Aladdin. Aladdin ơi.